Đêm xuân thấp thoáng tưng bừng khúc ca, ánh dương hồng tô đêm sắc qua. Như gió mát thôi về trong cơn nắng hạ, lộn ràng vào bước cao du, chánh lòng bởi bóng bật ngân ngân. Bóng trầm nghe cô hát giang xa, qua cùng cùng điều thiết tha. Giữa cung trời lung linh trăng sáng, hỏi tổ giao lâu bè bạn xa gần. Người yêu nghệ thuật đờn ca, nhằm giữ gìn bản sắc thừa hưởng nền nghệ thuật. Tổ nghiệp đã sang tàu tuyệt vời, 3 năm 6 bắc để lại cho đời. Thôi ốc con người xanh tựa trùng khơi. Theo các bạn ơi, ông cha đã kết thật nhạc lễ xưa, từ cung đình quê vào miền Nam, kết hợp làng hơi thành nhạc tài tử. Nhạc cũ là kiềm tranh và tỷ bàn, đơn cò đơn bầu và sông lon gõ nhịp. Về sáo sang chơi thì ta kiếm lòm, nhằm đưa nhạc tài tử lương tới tầm cao, để chỉ cho làng hơi thể hiện những giai điệu ai quán bi thương, tỏ nỗi buồn vui của từng nhân dân, cùng rất nhiều bài bản trong cải lương, êm đềm sâu lắng cho đến lạnh lùng. 6 câu giọng cổ nhé tâm hồn lắng đông, ngày nay các điệu ly hơn cả trăm bài, nên nghệ thuật như một đền đài. Những loại trên đời có một không hai, tài tử Việt Nam từ tốt nghiệp, tài tử đã sáng sinh ra, đó là di sản của những bậc kỳ tài. Kẻ hậu sinh phải luôn bảo tồn bản sắc, nhớ ơn người đã từng dày công vun đắp. Những tinh hoa nghệ thuật lưu truyền, tiếng vang xa bay khắp mọi miền của bộ môn đờn ca tài tử và cải lương. Để chào kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang trên máy tính, quý khán giả truy cập vào địa chỉ youtube.com/kiengiangtv. Trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, mở ứng dụng YouTube, nhập từ khóa Truyền hình Kiên Giang, chọn tìm kiếm. Chọn kênh Truyền hình Kiên Giang như biểu tượng trên màn hình,